Dưới thời phong kiến, giữa lòng đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi của nền văn minh sông Hồng là vùng văn hóa Thăng Long, Hà Nội, sự đại diện của nền văn hóa Kinh Kỳ. Xung quanh bốn phương tám hướng là bốn vùng văn hóa xứ Đông, xứ Đoài, xứ Sơn Nam, xứ Kinh Bắc đã làm nên đại vùng văn hóa của người Việt cổ. Mỗi một xứ có một đặc trưng riêng, mà trong đó phải kể đến một vùng đất nổi tiếng giàu truyền thống hiếu học, đó là xứ Đông, một xứ có phần đất bắt đầu từ Hưng Yên, Hải Dương. Xứ Đông xưa là xứ có địa thế đặc biệt, vừa là phên dậu cho kinh thành Thăng Long xưa, là nơi có nhiều danh nhân khoa bảng của các triều đại phong kiến Việt Nam. Xứ Đông có sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu dưới thời Lê. Từ đó, số người đỗ đạt từ các cuộc thi hương đến thi hội, thi đình ngày càng nhiều. Và nhắc đến xứ Đông, không thể không nhắc đến một ngôi làng nhỏ bé mà làm nên điều kỳ diệu và đã vinh hạnh được vua Tự Đức đặt cho một cái tên rất đặc biệt: Mộ Trạch Nhất Gia Bán Thiên Hạ, nghĩa là ngôi làng Mộ Trạch tài danh bằng nửa thiên hạ. Làng Mộ Trạch hiện nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, cách thành phố Hải Dương khoảng 30 km. Ban đầu, làng có tên là Khả Mộ Trang, có nghĩa là Trang ấp, được người đời coi trọng mến mộ. Sau này, với địa thế là nơi đất trũng, làng còn có tên gọi nôm là Làng Chằm. Tương truyền, làng Mộ Trạch do ông Vũ Hồn lập ra, hiện nay vẫn còn miếu thờ ông trong làng. Vũ Hồn gốc là người Trung Quốc, trong thời kỳ Bắc thuộc, được vua Đường phong chức An Nam Đô Hộ Phủ. Đô ngự sử Vũ Hồn đi kinh lý, thấy vùng đất ở vùng Bình Giang, Hải Dương ngày nay, cho rằng nơi đây mến mộ lòng người, dân chúng có thể phát về đường khoa cử, bèn lập ấp và gọi vùng đất này là Khả Mộ. Dần dần lưu truyền đời con đời cháu đọc Trạch và biến đổi đi, nên làng mang tên Mộ Trạch như ngày nay. Sau khi mất, ông được nhân dân lập đền thờ, tôn làm thành hoàng làng và được coi là ông tổ của dòng họ Vũ ở làng Mộ Trạch. Làng tôi là rất là ham học. Từ cái thời kỳ mà từ thời kỳ sau nhà Trần đã có những người đỗ tới thái học sinh rồi. Nhà Lê, Tiền Lê đã có thái học sinh rồi. Cụ Vũ Khiêu có để ra mỗi bốn cái từ cái truyền thống của làng Mộ Trạch là hiếu nghĩa truyền gia, danh khoa kế thế. Đó là cái truyền thống của làng Mộ Trạch. Hiếu nghĩa truyền gia và danh khoa kế thế. Luôn luôn đời nào cũng thế thôi, cho đến bây giờ thì các cháu con cháu của làng Mộ Trạch vẫn phát huy được cái truyền thống đó và cũng lấy cái việc học hành làm một cái tu nghiệp cho mình, coi đó là một cái nghề. Cho nên là hiện nay thì dân đây làng Mộ Trạch cũng vẫn giữ được cái truyền thống đó, và nhiều nơi con cháu của làng Mộ Trạch nhiều nơi đi khắp nơi về đây thì cũng đều hội tụ lại chỗ này để mà cầu đạt, cầu nguyện cho thành hoàng phù hộ cho có một cái trí lực tốt để mà hoàn thành cái sự nghiệp của đất nước ta hiện nay. Dưới những năm tháng của 10 thế kỷ trước, trong làng đã lần lượt xuất hiện tới 36 vị tiến sĩ, chưa kể đến cử nhân tú tài đứng vào bậc nhất cả nước về trình độ học vấn. Đặc biệt có những khoa thi, những kỳ thi, sĩ tử ra đi từ làng Mộ Trạch đã giành thành tựu vẻ vang, xứng danh tổ tiên dòng tộc. Ngọc phả của làng cũng như trên bia số 18 tại Văn Miếu, Hà Nội còn ghi rõ: khoa thi năm Bính Thân, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ tư, dưới thời Lê Thần Tôn và Trịnh Tráng, có tới 3.000 người dự, mà chỉ được chọn đỗ 6 người,
thì đệ tam giác làng Mộ Trạch là Vũ Trác Làng, Vũ Đãng Long và Vũ Công Lượng, nghĩa là chiếm tới một nửa những con người thành đạt của cả thiên hạ. Tiếp đến là Khoa Thi Kỷ Hợi năm 1659, Mộ Trạch lại có tới 4 người đỗ tiến sĩ là Vũ Cầu Hối, Vũ Công Đạo, Vũ Duy Hải và Lê Công Triều. Đáng lưu ý là phần lớn tiến sĩ làng Mộ Trạch là người của họ Vũ. Tại sao một làng quê nhỏ bé lại có truyền thống khuyến học tuyệt vời đến vậy? Và tại sao con cháu nhà họ Vũ đi thi lại đông đảo người đỗ đạt làm quan, lại có nhiều tiến sĩ như thế? Để giải đáp những băn khoăn thắc mắc này, chúng tôi đã tìm gặp ông Tăng Bá Hoành, một người con của mảnh đất Hải Dương và cũng là một nhà nghiên cứu lịch sử đầy tâm huyết. Với trình độ hán nôm và bề dày kiến thức khoa học lịch sử, ông đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong việc dịch các tài liệu hán nôm, các bộ gia phả dòng tộc, các bia ký. Và cuộc trò chuyện với ông đã cho chúng ta những hiểu biết nhiều điều thú vị. Thế tại sao Mộ Trạch lại đỗ nhiều như vậy? Mà cái này không phải hôm nay chúng ta đặt vấn đề, mà trong lịch sử các cái khoa thi đấy là các cái ban giám khảo cũng đã có vấn đề nghi vấn. Phải chăng là có cái tiểu xảo gì đây mà họ lần nào họ thi họ cũng đó? Thì bây giờ ta mới nghiên cứu và cụ thể. Nhưng làng đó có cái truyền thống hiếu học phi thường và cũng có cách giáo dục khoa học khá sớm. Có lẽ đây là một trong những cái làng mà được thi thử rất sớm. Vì cái làng Mộ Trạch, vì trong tất cả các bộ, các khoa của triều đình phong kiến đều có người làng Mộ Trạch. Cho nên là trước khi đi thi ấy, họ thường là cho con em rèn luyện thi thử ở làng trước khi đi thi Thăng Long. Và tất cả những cái gì mà có thể sai lầm thì họ đã được sửa chữa từ trước. Cho nên là cái việc vào trường thi họ không bị phạm quy và họ đậu là điều không có gì lạ. Theo lời kể của ông Tăng Bá Hoành, ở làng Mộ Trạch hiện vẫn còn dấu tích của nơi các bậc tiền bối làm bài thi thử trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Nơi ấy được gọi là Quán Khảo Văn. Tại đây, các bậc môn sinh sẽ được rèn luyện, được làm quen trước với cách thức và thể lệ thi. Nhờ vậy mà những sai sót đáng tiếc được hạn chế một cách tối đa nhất. Những quán văn của thời xa xưa ấy không còn tồn tại đến ngày nay, nhưng sẽ mãi mãi được truyền tụng từ đời này qua đời khác. Bởi đó không chỉ là sự sáng tạo của người xưa khi tổ chức những đợt thi thử để sửa chữa cho con em của mình, mà quan trọng hơn, đó là biểu hiện của sự đoàn kết và tinh thần khuyến học ở một làng quê hội tụ những tinh hoa văn hóa giáo dục xứ Đông hàng mấy trăm năm trước. Và nhờ thế mà người họ Vũ làng Mộ Trạch vẫn cứ đời đời đỗ đạt làm quan. Sự nghiệp vẻ vang của các bậc cử nhân tiến sĩ nho học thời ấy đã được lưu danh ngàn đời tại văn miếu Mao Điền, trường học trường thi của tỉnh Hải Dương xưa. Có rất nhiều người con Mộ Trạch bằng học vấn của mình đã trở thành đại quan trong triều như Vũ Duy Trí, Vũ Hữu. Văn miếu Mao Điền ngày hôm nay không còn ý nghĩa là trường học trường thi của tỉnh Đông trong lịch sử nữa, mà đã được xây dựng khang trang bề thế để làm nơi thờ tự các bậc nho sĩ hiền tài của đất nước. Đến thăm văn miếu Mao Điền ngày hôm nay, ai cũng tự hào về một nền văn hiến ngàn đời của xứ Đông, về một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa giáo dục và tôn sư trọng đạo. Có thể nói là trong lịch sử, văn miếu Mao Điền đã phát huy vai trò tác dụng của nó với cái việc học của xứ Đông. Và ngày nay dưới sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền nhân dân Hải Dương, thì văn miếu Mao Điền với một cái diện mạo tươi sáng của nó, với tất cả những cái hoạt động mà vì cái sự phát triển của việc học đạo học của xứ Đông, văn miếu Mao Điền trở thành một cái điểm sáng văn hóa trong giai đoạn hiện nay đối với Đảng bộ và nhân dân Hải Dương, là niềm tự hào, đồng thời là một cái niềm kiêu hãnh, khuyến khích
và động viên các cái cháu học sinh của Sư Đông hôm nay học giỏi để có thể đem tài đức để cống hiến cho đất nước. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha ông, con cháu làng Mộ Trạch vẫn luôn nhớ về tổ tiên Vũ Hồn. Và khu lăng mộ thủy tổ họ Vũ được xây dựng bởi tấm lòng hảo tâm của con cháu họ Vũ chính là minh chứng rõ nhất cho tấm lòng thành kính thiêng liêng. Được xây dựng gần như hoàn toàn bằng đá xanh trên một mặt bằng gần 3.600 m². Khu lăng mộ thật xứng tầm với vị thế của một vị thần tổ, thủy tổ dòng họ, đồng thời cũng là thành hoàng của làng tiến sĩ Mộ Trạch. Công trình lịch sử này không chỉ thể hiện sự thành đạt giàu có, mà đồng thời còn thể hiện sự đoàn kết, tri ân tổ tiên của con cháu dòng họ Vũ. Có thể thấy rằng đời này qua đời khác, làng Mộ Trạch luôn giữ vững và phát huy truyền thống hiếu học của mình. Và thời nào, làng cũng đóng góp những nhân tài cho xã hội. Đó là những tấm gương sáng, xứng đáng để thế hệ trẻ noi theo. Giáo dục thế hệ trẻ hôm nay phải phát huy thật tốt cái truyền thống hiếu học đó. Nhưng mà muốn để nó phát huy được thì chúng ta phải có chính sách đúng để mà cho nó phát huy thật tốt trong thời đại hiện nay. Và tôi tin rằng với có một cái chính sách phù hợp thì cái thế hệ trẻ của Hải Dương hôm nay hoàn toàn có thể nối tiếp cha anh và làm lên sự nghiệp phi thường, không chỉ như cha anh và làm tốt hơn nhiều. Những giọt mồ hôi đổ xuống, những sự vất vả nhọc nhằn trên đôi vai mẹ cha, tất cả để dành cho con cái gắng hết mình học hành để vươn lên tầm cao mới của trí tuệ. Thời nào cũng vậy, sự tạo điều kiện và khuyến khích con em học hành chuyên cần nghiêm túc đã trở thành nếp sống văn hóa truyền thống. Và ta hiểu được tại sao ngôi làng ấy lại có nhiều người đỗ đạt làm quan đến vậy. Làng tiến sĩ Mộ Trạch thật xứng đáng với danh hiệu mà vua Tự Đức đã đặt cho: nhất gia bán thiên hạ. Sự thấm nhuần của đạo nho, sự kỳ diệu của những con người nơi đây với những truyền thống đáng quý. Con người là cái vốn quý giá nhất, trong con người thì tri thức là cái quý giá ngàn vàng. Làng Mộ Trạch luôn giữ gìn được cái gốc quý giá ấy cùng với truyền thống hiếu học. Và họ xứng đáng là ngôi làng nhỏ bé ở xứ Đông, nhưng tài năng thì bằng nửa thiên hà.